Để đáp ứng nhu cầu đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ trong ngành thực phẩm, mỹ phẩm trong nước, nhiều doanh nghiệp cơ khí tại Việt Nam đã mạnh dạn thiết kế, kết hợp nhập khẩu các loại máy móc tự động hóa, hướng đến tiêu chí tăng chất lượng sản phẩm nhưng giảm chi phí sản xuất. Trong xu hướng đó, sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu những loại máy móc tiên tiến, vừa qua công ty Song Hiệp Lợi đã giới thiệu các loại máy móc phục vụ sản xuất trong ngành mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Sản phẩm máy móc của công ty được nhập khẩu từ các quốc gia như Hàn Quốc, Đài Loan và được phân phối trên thị trường toàn quốc. Sắp tới Song Hiệp Lợi sẽ sản xuất thêm các loại bao bì như là bao bì tiếp nhôm nhằm phục vụ cho ngành dược phẩm, mỹ phẩm. Ngoài ra thì có thêm bao bì chai nhôm phục vụ cho bên ngành thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Với chế độ hậu mãi lâu dài, dịch vụ bảo trì nhanh chóng, linh phụ kiện thay thế phong phú, kết hợp đội ngũ kỹ sư có thâm niên chuyên nghiệp, Song Hiệp Lợi đã thành công trong nhiều dự án cho các nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Để mở rộng hoạt động, sắp tới công ty còn đầu tư thêm nhà máy sản xuất bao bì nhựa cho ống tuyếp nhôm dành cho ngành bảo vệ thực vật.